Sáng ngày 25 tháng 7, tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã có kết quả kiểm tra ma túy đối với tài xế Phan Văn Quy, 28 tuổi, trú phường Thuận An, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Theo đó, kết quả cho thấy lúc gây tai nạn Quy có sử dụng ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, Quy không xuất trình được giấy phép lái xe ô tô. Hiện công an đang liên hệ với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế để kiểm tra giấy phép lái xe ô tô của Quy. Sau khi có kết quả kiểm tra ma túy, Quy đã bị lực lượng công an tạm giữ. Trước đó, vào khuya ngày 24 tháng 7, ô tô mang biển số Lào do Phan Văn Quy lái chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 49 theo hướng từ biển Thuận An lên thành phố Huế. Đến đoạn đường qua thôn Dương Nỗ Nam, chiếc xe mất lái tông vào một người đi bộ bên đường. Không dừng lại, ô tô này tiếp tục lao lên rồi tông vào xe máy chạy cùng chiều do anh VX, 38 tuổi, trú thôn Phò An, xã Phú Dương cầm lái chở theo vợ là chị TT, 35 tuổi cùng hai con nhỏ là cháu TV, 7 tuổi và cháu PT, 4 tuổi. Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu V tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.